Hay là anh về ăn cơm trước đi. Nhưng nó không muốn nhìn thấy mặt anh. Tất cả đều là lỗi của em. Hay em ra ngoài ít ngày. Sao em phải làm thế? Em có làm gì sai trái đâu. Quyết tâm mãi mới về được bên này. Anh không đồng ý như thế. Nhưng em thấy áy náy lắm. Gọi được con về thì cứ bố nhà con lại ra ngoài thế này. Cháu mua được rồi ạ. Chú tưởng chưa, thì chú đang tiện ở chợ, chú sẽ mua giúp cho. Thế bao giờ thì cháu xong? Chú bảo bạn ý chờ cháu thêm mấy ngày nữa được không? Ngày mai cháu đi du lịch, vài ngày mới về ạ. Thế à, chịu khó đi ra ngoài, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. Đừng phụ thuộc vào người nhà, như thế sẽ tốt cho cháu hơn đấy. Bọn thảo luận đến điểm hẹn rồi ạ. Chúng nó viết hàng vào chỗ mình bảo, rồi chụp ảnh gửi cho em ạ. Sắp xếp người, đi lấy hàng đi.